Các bạn đã thử cảm giác cô đơn trong khu rừng chưa? Và hôm nay là Duy Nguyễn sẽ cho các bạn coi một video đi đến công viên Pinnacle Park nha các bạn. Một cái state park ở tiểu bang Arkansas. Và Duy Nguyễn sẽ đi dạo mát cô đơn trong khu rừng hoang vắng giữa trời đông lạnh lẽo. Đó, bạn nhìn đã chưa? Giống Đà Lạt không các bạn? Nói về rừng, về núi á, thì ở Việt Nam chúng ta chắc Đà Lạt là quá nổi tiếng rồi đúng không? Các bạn hãy đi đến Đà Lạt dạo chơi ngay khi còn có thể nha. Và dẫn hành trình quen thuộc là Duy Nguyễn phải đóng mộc cái đã. Mình đi tới đâu mình sẽ đóng dấu lãnh thổ ở chỗ đó các bạn. Để về cho cái cuốn passport của mình nó nhiều mực á. Để mình đam mấy thằng trẻ trâu cho nó sướng. Đó. Ở đây là cái khu mà gọi là visitor nha bạn. Cái chỗ này mà một công viên thì nó sẽ có một cái chỗ quản lý. Thì bạn vô chỗ quản lý này nó sẽ có tất cả mọi thứ. Từ restroom cho tới hot girl. Rồi cho tới passport. Rồi cho tới này nọ kia everything. Đó. Rồi chuẩn bị làm thủ tục đóng dấu nha. Đóng vô cái bắt gái ngầu chưa. Đó. Rồi xong rồi mình phải chạy xe vòng ra ngoài nữa. Mà cái cú này á, mặc dù là nội dung chính video là đi bộ bạn, đi hiking, đi trail nha. Nhưng mà để thực hiện được chặng đường đi treo này á, là Duy Nguyễn phải lái xe hơi đi qua những cung đường gọi là đồi núi chập trùng uốn lượn. Đó, đẹp chưa? Thấy chưa đó, tên công viên đó nha các bạn. Nó cảnh vật ở đây thì nó nhìn nó khá là điều hiu các bạn ơi. Tại vì sao bạn biết không? Tại vì mùa đông thì lá nó rụng tù lũi à. Có cây thì nó còn ít, còn không thì nó rụng lá. Nên cái đường nhìn nó khá là xấu nha các bạn. Xấu nhưng mà đường cái là không khí nó trong lành và khí hậu nó mát mẻ. Rồi mình cứ đi bộ trên những cái con đường này, đi chán thì về thôi à. Nhưng mà cái hành trình đi của mình chắc chắn là phải có nước nha các bạn. Nước cụ thể là Lean Body nè. Lean Body là không thể thiếu nè. Và EA nè, để mình uống, để cho mình có thể đi nhiều. Chứ đi mình đi giữa chừng mà tới hồi nó nằm giữa rừng rồi, xong rồi đói bụng này, khát nước rồi chết làm sao. Đó. Mà thiên hạ đồn á là mình đi vô rừng cái kiểu này á là lâu lâu nó có gấu ra nó kiếm mình. Mình cũng sợ lắm, mẹ cũng sợ gấu lắm, mà nói chung là Duy Nguyễn đi cũng khá là nhiều trail rồi, chưa thấy con gấu nào trơn hết trọi hết á. Và đây là mấy cái chỗ này là cái gì á thì thật sự tôi quay lên cho bạn coi thôi, còn tôi cũng không rành lắm nha các bạn. Tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi để đốt calorie thôi. Đó, mình đốt calorie để cho mình có được body fitness. Đó, Duy Nguyễn là luôn tươi trẻ đẹp ở lứa tuổi 40 nha các bạn, nhìn ngon chứ bộ. Nó cây nó khu rừng này nè, nó là những cái đường trail nó làm bằng nhựa đó. Cái công viên này á, thì Duy Nguyễn thấy nó được làm cũng tốt á. Tức là bạn đi những cái state park cái chỗ khác á, thì nó khá là hoang sơ, cái đường trail là đường đá, còn cái công viên này á, thì cái đường trail là cái đường nhựa. Duy Nguyễn đề cập cái chữ công viên nó khá là nhiều, nhưng mà cái công viên ở bên Mỹ nó không giống công viên bên Việt Nam nha các bạn. Công viên bên Mỹ là nó cả một cái khu gọi là nói chung sao ta, một khu tự nhiên, nó gồm có đồi núi đầm lầy, cảnh vật thú vật đồ từ lưa dưa hết á. Còn những cái công viên nhỏ nhỏ như là ví dụ như công viên Bạch Đằng ở Việt Nam thì cũng có nữa, nhưng mà những cái công viên đó thì nó không có trail. Những công viên đó là những công viên đi chơi thôi à, chứ không phải là những công viên bảo tồn đó. Nên nhiều khi các bạn trẻ các bạn xem video này, các bạn thấy ủa công viên quỷ gì vắng tanh chùa đậm ghê vậy. Mà đôi khi vắng á, là cái yếu tố nó thú vị các bạn. Ta nói là ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ để người khôn người đến chốn lao sao, đúng không? Bây giờ mình đi chơi một chỗ mình xô bồ quá trời, quay phim trúng người này trúng người kia hết, sao làm video được ba. Trời khát nước quá. Chờ Duy Nguyễn uống Ice Hideaway cái đã. Nha. Trời ơi, mà mới tập xong phải làm video, khổ muốn chết luôn á. Thời gian mà ngày làm việc 8 tiếng mà cài như thằng 16 tiếng vậy đó. Chờ một xíu nha. Các bạn cũng đừng có sợ, mà mấy công viên mà có trách nhiệm á thì cái đường trail nó có cái map bạn. Nó có cái map nên tức là bạn đi tới đâu nó bạn đang ở đây nè, đi tới nó cho bạn cái bản đồ đi tới chỗ này chỗ kia ra đâu. Thì bạn nào thích núi thì đi tới chỗ núi, bạn thích sông ra chỗ không, bạn thích hồ ra chỗ hồ, bạn thích gì đó là đi. Thậm chí những chỗ này GPS và Google Maps nó hoạt động khá là tốt. Các bạn có thể đi theo Google Maps hoặc là GPS nha. Đó, thì bây giờ nó tóm lại á, một ngày mà đi bộ chừng theo tôi thấy á, đi treo mà đi chừng treo chừng 6 mile á là ngon. Một ngày các bạn đi treo chừng 6 mile thôi là cardio tuyệt vời. Giữa bầu trời luôn, vừa hít thở khí trời, vừa ngắm cảnh tự nhiên, mà vừa gọi là healthy cuộc sống, mà vừa có những cái outdoor activity nó cũng khá là tốt nha các bạn. Một tuần tập gym chừng 4-5 ngày thôi. Rồi cái thời gian còn lại mình phải ra ngoài chứ, mình ở trong phòng gym ngoài cái mình đâu hấp thu được gì đâu, đúng không? Phòng gym nó chỉ có chừng đó thôi. Bạn tập gym có thể 5 năm, 10 năm, tập hoài vậy.
đó. Lần này là Duy Nguyễn đi tới cái hồ vậy. Cái chỗ này là Duy Nguyễn đã chạy xe tới rồi nha, chứ không phải là tự nhiên đi đâu. Cái chỗ hồi nãy là cái treo đi khác, còn cái chỗ này là cái hồ đi câu cá. Nhưng mà Duy Nguyễn chưa có cái license đi câu đó bạn. Sợ câu rồi xong rồi bị hot girl nó bắt làm rể xứ này luôn, mà về Việt Nam có được nha các bạn. Đó thì khép lại cái hành trình, một cái video mà kỷ niệm cái chuyến đi đến công viên Pinnacle Park Mountain đó, Mountain ở Arkansas. Đi đến chỗ nào Duy Nguyễn cũng đặt là dấu chân của mình và đặt là dấu ấn của mình. Những clip kỷ niệm này đối với Duy Nguyễn nó rất là ý nghĩa. Thì các bạn nào yêu thích thiên nhiên mà yêu thích gọi là những hoạt động ngoài trời giống như Duy Nguyễn thì follow nhé.